Giới thiệu mọi người, đây là cái cửa cắt góc bàn chia độ, giá chỉ có 200k bao vận chuyển. Mọi người mua về ráp vào các dòng máy bàn như thế này, chúng ta cắt rất là tiện, có rất là nhiều độ tùy theo mọi người căn chỉnh nha. Đối với những cái trường hợp mà có những cái máy nó lệch lỗ gắn không vừa thì mọi người có thể chế lại các lỗ, khoan các lỗ rộng ra một tí, hoặc là mọi người có thể bắn vài con ốc trên cái bàn chế độ. Em có khoan lỗ sẵn trên bàn chế độ rồi đó, cho nên dòng máy nào mình ráp cũng được nha. Đây rất là tiện. Các anh em cơ khí ai mà mua rồi hoặc là ai chưa mua thì mua ủng hộ em, hoặc là mọi người đã sử dụng rồi nó tiện ích rồi, hoặc là mọi người không làm cơ khí thì hãy xin hãy chia sẻ giới thiệu cho các anh em thợ mua về sử dụng cho nó tiện lợi trong công việc, làm việc cho nó nhanh hiệu quả, nó đạt chất lượng trong công việc ạ. Ai mua hàng thì hãy liên hệ qua số điện thoại 0859299264, 0859299264 nha mọi người. Bên em thì cắt số lượng rất là nhiều cho nên là mới có giá rẻ như vậy. Rồi ai mua hàng ủng hộ em thì xin hãy liên hệ qua cho em nha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi cảm ơn mọi người.